Hello, xin chào tất cả anh em. Trước mặt anh em đây đang là hộp sản phẩm của rất là quen thuộc. Nhìn qua là biết luôn, đúng không nào? Đó. Vậy thì đây là hộp sản phẩm của chiếc máy nào? Meizu S6 màn 5,7 inch Exynos 7872 bản 332GB. Mình vừa săn vào hôm đó là 12 tháng 12. Không biết là hôm đó anh em săn được những cái máy nào. Nhưng mà mình thì săn được chiếc máy này với lại chiếc Redmi Note 3 Pro nhá. Redmi Note 3 Pro thì sau mình sẽ unbox sau. 700.000 được cái chiếc máy như thế này. Lâu lắm là mình cũng chưa làm về những cái máy của Meizu cơ. Meizu à? Chưa nhớ ra cái mẫu máy nào mà mình làm nhỉ. À, có M5S. Meizu M5S. Ngày trước mình có review đấy. Và giờ là S6. Và trong cái tầm giá 700.000 thì Redmi Note 3 Pro hay là cái chiếc máy này thì nó vẫn có một cái sức hút với mình nhá. Nói chung là vẫn khá là ok đấy. Chạy chip Snapdragon 650 với Redmi Note 3 Pro. Và máy này thì chip Exynos 7872 mình cũng chưa biết là cái hiệu năng của nó như thế nào cả. Nên là ngày hôm nay sẽ test cho anh em xem nhá. Và test là test game thực tế luôn, chứ còn không tóm tắt. Nhưng mà nếu mà anh em muốn là mình tóm tắt, muốn xem nhanh hơn ấy, thì có thể là báo với mình để mình sửa lại. Chứ còn nhiều khi là mình muốn chi tiết cho anh em hơn đấy. Rồi, khi mà mở hộp ra thì chúng ta nhìn thấy một cái, lại là một cái móc khóa. Cái móc khóa lần này nó lại khác rồi. Một cái tai nghe fake đều. Nhưng mà có còn hơn không, đúng không nào? Sạc micro. Củ sạc này có nguồn ra là 5V 2A, 10W, cũng ok rồi. Và đây là nhân vật chính của chúng ta này. Meizu S6, à lần này có ốp đấy. Ốp dẻo thì nói chung là nó cũng không dày lắm. Và đây là cái chiếc máy màu đen của mình nhé. À, có dán kính cường lực luôn. Có dán kính cường lực nhưng mà kính cường lực này nghe nó không được hợp lý lắm. Hở như thế này thì chắc là tháo ra luôn chứ còn để làm gì. Trong quá trình khởi động lên thì mình sẽ tháo luôn nhé. Nhìn xấu quá. Bị vỡ mất rồi anh em ạ. Này. Khi tháo anh em rất là cẩn thận nhé. Không bị cái kính này nó dắt vào tay nữa. Uầy. Rất là chắc luôn nhé. Cái kính này rất là chắc luôn. Và đây, sau khi phải gậy rất là khéo và mình phải luôn lách như thế này thì cái kính này nó mới đang đó, thế mà nó vẫn nứt được nhá. Cái kính này rất là cứng nhá. Kính này không phải là kính dạng dẻo nữa. Cứng quá. Đôi khi như thế này thì nó còn ảnh hưởng đến màn cơ. Cơ bản là có vẫn còn hơn không, nhưng mà đây mình muốn xem là ở bên trong nó thực sự là nó có bị xước nhiều không. Đó, nên là mình mới tiến hành như thế này. Rồi, mãi cuối cùng cũng tháo được ra. Đó. Và có lẽ rằng là mình cũng đã bị ảnh hưởng đến màn rồi. Do là lúc nãy kéo cái kính kia, nó bị xước rồi. Nhưng mà thôi không sao. Phía bên trong thì vẫn khá là mịn nhé. Thực tế là nó rất là ít xước thôi. Và gần như là không có luôn ấy. Cứ như kiểu là đây được thay màn rồi vậy. Và ở cái mép rìa nhé, các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ này. Cái mép rìa khung này. Thì cái chiếc máy này nó được dán keo. Nó được dán keo lại. Nhìn rõ vết keo luôn. Đây. Góc này nhìn cũng rất là rõ. Đây nữa này. Những cái vết keo vẫn còn. Nhưng mà rồi. Chúng ta sẽ vào màn hình này. Xem là cái màn của nó có ngon không. Màn thì sáng khá là đều. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghiêng ấy, thì chúng ta sẽ thấy một cái điều rằng là ở xung quanh rìa bốn góc là nó sẽ sáng hơn bình thường. Và cái vầng bên trong này, đó, vầng bên trong này nó đã bị ám hồng nhá. Ám hồng nhưng mà ám hồng nhẹ thôi, đúng không nào? Ám hồng nhẹ thôi. Bên trong thì chúng ta sẽ vào phần giới thiệu thử xem là đây, phiên bản Android 7.0 trên Flyme OS. Đó là 7.0.1. Đây thì mình sẽ giảm lại cái độ sáng nó xuống. Khá là sáng. Camera thì sao? Đây. Nói chung là camera khá ok nhá. Nhìn cái chất lượng khá là nét đấy.
Nhưng mà chụp ảnh thì để sau. Camera trước cũng ok. Thao tác thì khá là mượt. Đó. Gọi điện này. Màn hình thử xem. Rồi, cảm ứng ngon lành. Không vấn đề gì cả. Bộ nhớ này. Sẵn sàng 22,19GB trên tổng số 32GB. Mình sẽ thử test dấu vân tay nhé. Đây. Vân tay thì vẫn nhận bình thường. Đó. Thử lại xem nào. Một chạm nhé. Rồi. Ok đấy. Lại này. Đó. Vân tay cạnh hông cho một trải nghiệm khá là nhanh. Và rồi trên đây là một cái bài mở hộp của mình về Meizu S6. Ngoại hình thì tầm khoảng là 95%. Nói chung là vẫn còn khá là mới. Anh em có bất cứ một đóng góp nào với những cái bài mở hộp như thế này thì có thể comment ở phía bên dưới video cho mình nhé. Rất là cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.